Bạn ơi, có phải bạn từ Hồng Kông đến không? Hồng Kông ở đâu? Hồng Kông thơm không? Cậu thật ngốc, đến Hồng Kông ở đâu cũng không biết. Vĩnh Viễn, cậu đi theo dõi An Nhiên cho mình. Cậu bé tên Vĩnh Viễn, còn cô bé tên An Nhiên. Từ hôm nay trở đi, Vĩnh Viễn luôn đi theo sau An Nhiên. An Nhiên không thích cậu nhóc bẩn thỉu này một chút nào. Cô bé hạ quyết tâm cả đời này sẽ không nói chuyện với cậu ta. Nhưng cuối cùng An Nhiên vẫn không kìm được mà mở lời trước. Tại sao cậu đội chiếc mũ nhỏ chút xíu vậy? Liên quan gì đến cậu? Mẹ mua cho mình đó. Sai mẹ cậu không mua cái vừa đầu một chút. Mẹ mình qua đời rồi. Lúc này xe buýt vừa đến bến, An Nhiên lên xe rời đi. Nhưng lần này cô bé ngồi ở hàng ghế sau, nhìn Vĩnh Viễn đứng ở bến. Vì An Nhiên cũng giống như Vĩnh Viễn, mẹ cô bé cũng qua đời. Kể từ ngày hôm đó, An Nhiên đã chấp nhận cậu nhóc bẩn thỉu này còn tặng cậu ta một chiếc khăn quàng đỏ mới toanh và trở thành bạn tốt của nhau. Cả hai cả ngày dính lấy nhau, cùng nhau nô đùa vui vẻ. Đối với Vĩnh Viễn mà nói, An Nhiên là người bạn duy nhất thật lòng với cậu bé. Nhưng mùa xuân năm nay người bà mà cậu bé nương tựa duy nhất qua đời. Cứ như vậy mà cậu bé bị người chú ở Quảng Châu đưa đi. Trên xe buýt, Vĩnh Viễn nhìn thấy An Nhiên ngồi ở trạm, cậu bé muốn xuống xe để nói lời từ biệt với An Nhiên. Chú không chiều nhóc như bà nội đâu, mau ngồi xuống. An Nhiên, An Nhiên, An Nhiên. Trong những ngày tới, An Nhiên vẫn thường đợi ở trạm xe buýt. Cô bé đã quen với tiếng bước chân không xa không gần sau lưng mình. An Nhiên từ đầu đến cuối vẫn luôn tin rằng chàng trai đó sẽ không rời bỏ cô. Nhưng trong những năm tháng dài này đằng đằng này, cậu bé chưa từng xuất hiện. 10 năm đã trôi qua như thế này, bây giờ An Nhiên sắp tốt nghiệp đại học, cô cũng theo ý nguyện của bố, chuẩn bị đi du học nước ngoài. Nhưng mỗi lần cô đi ngang qua trạm xe buýt quen thuộc đó, vẫn luôn nhớ về cậu bé cùng mình đi xe buýt ngày xưa, cũng không biết hiện tại cậu ta sống ra sao. Lúc này ở phía bên kia của thành phố, một chàng trai xách theo hành lý đi ra khỏi ga tàu, anh ấy chính là Vĩnh Viễn. Trong 10 năm, anh cũng đã vô số lần mơ ước được trở về thành phố này. Lúc đến bến xe buýt quen thuộc, anh liền nhớ đến người con gái duy nhất tốt với mình ngoài bà ngoại. Vĩnh Viễn hiện tại đang theo chú lập nghiệp ở chợ đầu mối, sống không quá tốt cũng không quá tệ. Hôm nay An Nhiên đến tiệm quần áo của chú, mặc dù 10 năm chưa gặp, Vĩnh Viễn vẫn nhận ra An Nhiên trong nháy mắt. Thế là anh ta giống như lúc còn nhỏ, lặng lẽ đi theo sau An Nhiên, đợi An Nhiên học thêm xong, thầy giáo bám đuôi An Nhiên không chịu tha. Vĩnh Viễn lúc này mới chịu xuất hiện, anh không được động vào cô ấy. Ở đâu ra tên lưu manh vậy? Cậu học làm nào? Cậu đang làm gì vậy? Anh là đồ biến thái, giả làm giáo viên. Anh đừng động vào An Nhiên. Triệu Vĩnh Viễn. Hai người nhìn nhau cười, nhưng thời tiết không chiều lòng người, họ đến sạp hàng bên đường trú mưa, cũng kể cho nhau nghe 10 năm nay họ đã sống thế nào, biết tin An Nhiên chuẩn bị ra nước ngoài, lúc nào cậu đi? Đi nước ngoài đâu có dễ như vậy, vẫn chưa quyết định nữa, lúc đi nhớ đánh tiếng nha, đừng như mình, biết là tốt. Lúc nhỏ cậu đi chẳng nói với tôi lời nào cả, cậu đi nhiều năm rồi, sau này dù có xảy ra chuyện gì, cũng không được phép làm như vậy nữa biết chưa hả? Hôm sau Vĩnh Viễn quay về chợ, nghe ngóng chuyện đi nước ngoài từ bạn, nghe nói rằng đi nước ngoài không chỉ cần vượt qua kỳ thi, còn phải tốn rất nhiều tiền. Vĩnh Viễn ngồi trước cửa hàng, nghĩ xem nên làm gì cho An Nhiên, nào ngờ hôm nay An Nhiên chủ động đi tìm anh ta. Bởi kinh doanh không được tốt, An Nhiên còn tình nguyện đứng ở trước cửa hàng giao bán. Ở thời đại chưa ai nhìn thấy yo-yo bao giờ, không ai sẵn sàng trả 5 tệ mua thứ đồ nhỏ này. Không dễ dàng gì mới đợi được một nhóc béo đến trước gian hàng nhìn yo-yo một cách háo hức. Nhưng khi cậu nhóc móc hai túi quần, bên trong còn sạch hơn cả mặt mình, chú bảo cậu nhóc về nhà xin tiền bố mua. Không ngờ. Ba ba. Hay là tặng cho cậu bé một cái đi. Cậu quyết định, em cầm lấy. Em cảm ơn chị. Ha ha ha, vậy là không còn ai nữa rồi. Nhưng điều khiến mọi người không ngờ tới là hành động tử tế của An Nhiên ngay lập tức được đền đáp xứng đáng. Cậu nhóc vừa rồi dẫn rất nhiều bạn nhỏ đến, bọn họ đều đến đây mua yo-yo. Con yo-yo vô tình được biết đến, rất nhanh đã được bán hết. Hôm nay Vĩnh Viễn đang dọn nhà. Tiếng bước chân quen thuộc từ bên ngoài vọng vào, nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, An Nhiên sao cậu lại đến đây? Sao cậu biết là tôi? Đi theo cậu nhiều năm như vậy, đương nhiên mình có thể nghe được ra tiếng bước chân của cậu. Mình không tin, ngay cả khi bây giờ mình nhắm mắt lại, mình cũng có thể ở chỗ nhiều người nhận ra tiếng bước chân của cậu. Đợi hai người ngồi xuống, An Nhiên lấy ra hai đồng xu từ trong ví, ký ức tuổi thơ ùa về trong tâm trí. Năm đó An Nhiên mua tặng Vĩnh Viễn một xiên kẹo hồ lô, về đến nhà bị bà nội hiểu lầm là do Vĩnh Viễn ăn trộm, cậu bé bị bà nội đánh một trận, bà nội còn đưa tiền cho cậu bé để Vĩnh Viễn trả cho người ta. Và hai đồng xu này An Nhiên vẫn giữ cho đến bây giờ. Hai đồng xu nhỏ bất giác trở thành vật định tình của hai người họ. Vĩnh Viễn đặt một đồng xu vào trong tay An Nhiên, hai người chăm chú nhìn nhau không chớp mắt, bầu không khí ái muội bắt đầu lan tỏa. Vĩnh Viễn lấy hết can đảm hôn lên môi người con gái mình yêu, nụ hôn này khiến An Nhiên rơi vào lưới tình, ý định từ bỏ du học âm thầm nảy mầm trong tim An Nhiên. Nhưng mỗi lần nhìn vào ánh mắt chất chứa bao kỳ vọng của bố, An Nhiên không biết nên mở miệng thế nào. Càng lúc càng sát ngày An Nhiên sang nước ngoài, Vĩnh Viễn cũng liều mạng làm việc, anh ấy muốn kiếm tiền để trợ cấp chi phí sinh hoạt cho An Nhiên. Phát tiểu Tôn nhà cận không nhìn nổi nữa, mắng Vĩnh Viễn ngốc, cậu thích người ta mà còn để người ta đi nước ngoài như vậy à? Mất cả chì lẫn chải, thích là việc của thích. Vận mệnh của An Nhiên không giống mình, nhìn thái độ kiên quyết của Vĩnh Viễn, Tôn nhà cận liền nghĩ ra vách kiếm tiền sổi, chi bằng làm ngoại hối. Không hiểu đúng chứ? Anh đây đang chơi tài chính quốc tế, nhanh hơn nhiều so với thương mại quốc tế của bạn, chỉ có lãi nhờ chênh lệch giá. Mình giúp cậu mượn tiền, giúp cậu tìm quan hệ, sau này cậu không cần làm việc này nữa, cậu làm những việc này thì kiếm được mấy đồng chứ?
Dưới sự giới thiệu của Tôn Nhạc Cận, Vĩnh Viễn bắt đầu tham gia vào ngoại hối, rất nhanh đã kiếm được thùng vàng đầu tiên. Nhưng thời gian tốt đẹp không kéo dài lâu, bọn họ bị những con rắn địa phương nhắm trúng. May sau hai người nhanh trí, nhân lúc đối phương lơ lãng mà chuồn đi. Đêm đó, Vĩnh Viễn đưa toàn bộ số tiền kiếm được cho An Nhiên, nhưng trên đường về anh bị đám côn đồ ban ngày chặn đường. Để bảo vệ An Nhiên, Vĩnh Viễn chọn nhẫn nhịn, mặc cho chúng ức hiếp. Anh không đó nhân lúc hỗn loạn chạy về trường, trốn trong phòng thí nghiệm mới thoát khỏi sự truy đuổi của bọn xã hội đen. An Nhiên nhìn cái đầu bê bết máu của Vĩnh Viễn mà đau lòng không thôi. Không làm ăn đoàng hoàng, dính líu đến bọn họ làm gì vậy hả? Mình muốn tích tiền tiễn cậu đi nước ngoài, mình không cần tiền của cậu, đồ ngốc ạ. An Nhiên giúp Vĩnh Viễn xử lý vết thương, nhìn người đàn ông trước mặt làm tất cả vì mình, An Nhiên không kìm được mà rơi nước mắt. Dưới ánh đèn mờ, hai trái tim cùng nhịp đập dần xích lại gần nhau, cảm xúc đè nén bao nhiêu năm cuối cùng cũng bùng nổ vào thời khắc này. Sau một hồi nấn ná, cả hai ngồi thủ thỉ với nhau trên sàn phòng thí nghiệm. Giờ khắc này, An Nhiên đã hạ quyết tâm, tối mai cô và Vĩnh Viễn sẽ hẹn gặp nhau ở sân ga, dẫn anh đi gặp bố mình. Cô định từ bỏ cơ hội du học Mỹ. Vào đêm thứ hai, trời lại đổ mưa lớn, An Nhiên cầm ô đợi ở trạm xe buýt, nhưng giờ hẹn đã qua rất lâu, An Nhiên vẫn không thấy bóng dáng của Vĩnh Viễn. Cuối cùng đợi được là Tôn Nhạc Cận thông báo Vĩnh Viễn sẽ không đến. Cậu mau về đi. Cậu đang nói gì thế? Cậu mau về đi, hôm nay cậu ta sẽ không đến đâu. Không thể nào, chắc chắn cậu ấy sẽ đến. Chúng tôi đã hẹn nhau rồi. Cậu ta không thích cậu đâu. Cậu ta không thích cậu ta sẽ không bao giờ đến. Cậu ta thích người khác rồi, cậu ta bảo cậu sang Mỹ đi. Cậu ta căn bản không nghiêm túc với cậu. Cậu ta không cần cậu nữa, cậu mau đi đi. Cậu đi đi. Cứ như vậy, Vĩnh Viễn thất hẹn khiến An Nhiên phải tuyệt vọng đi Mỹ. Nhưng cuộc sống du học Mỹ không tươi đẹp như tưởng tượng. Để kiếm học phí, An Nhiên hàng ngày đều rửa bát trong quán ăn. Trước áp lực kép của cuộc sống và học tập, An Nhiên bất. Nhưng cuộc sống du học Mỹ không tươi đẹp như tưởng tượng. Để kiếm học phí, An Nhiên hàng ngày đều rửa bát trong quán ăn. Trước áp lực kép của cuộc sống và học tập, An Nhiên bất ngờ ngất xỉu. Cô được Mai cũng đang du học tại Mỹ đưa đến bệnh viện. Mặc dù cơ thể của cô ấy vẫn ổn, nhưng An Nhiên đã mất đi đứa con trong bụng của mình và Vĩnh Viễn, hai con người đáng thương gặp nhau nơi xứ lạ. Mai ngỏ ý muốn chăm sóc cho An Nhiên. An Nhiên mặc dù đồng ý, bởi vì Vĩnh Viễn lỡ hẹn đêm đó, lòng An Nhiên sớm đã lạnh như tro tàn. Hơi ấm hiếm hoi khiến trái tim lạnh giá của cô cảm nhận được một chút ấm áp. Nhưng điều cô không biết chính là ngày hôm đó, Vĩnh Viễn ở trong nhà sửa soạn quần áo. Lúc chuẩn bị ra ngoài, cảnh sát đã tìm đến tận cửa. Tên béo hôm đó bị Vĩnh Viễn quá tay đánh bị thương nặng. Vĩnh Viễn có thể ngồi tù từ 3 đến 5 năm vì tội hành hung. Để không liên lụy đến An Nhiên, Vĩnh Viễn đành phải nhờ Tôn Nhạc Cận đuổi An Nhiên đi. Một mình gánh vác mọi thứ, 3 năm trôi qua trong nốt nhạc, Vĩnh Viễn bị phán 3 năm tù vì biểu hiện tốt được giảm án, ra tù sớm hạn 2 năm. Sau khi ra tù, Vĩnh Viễn bắt đầu kinh doanh bán buôn quần áo một cách thực tế. Và trong 2 năm nay, Vĩnh Viễn bán quần áo của mình cho Nhật Bản, Nga và Singapore, bây giờ cuối cùng đã bán sang Mỹ. Anh đạt được ước nguyện là đặt chân lên chuyến bay đến Mỹ, muốn gặp người con gái mình yêu. An Nhiên ở bên này vẫn luôn sống cùng Mai, nhưng cuộc sống của họ không mấy tốt đẹp, tiền nhà không đóng nổi. Anh có khác gì chó chui gầm trạng không? An Nhiên không tức giận, cô thu dọn đồ, còn an ủi Mai mọi thứ sẽ tốt lên thôi. An Nhiên hiện tại vì cuộc sống, làm nhiều việc cùng lúc còn phải chuẩn bị cho buổi phỏng vấn, nhưng lần nào cũng phải thất bại bỏ về. Áp lực cuộc sống khiến An Nhiên không có thời gian buồn. An Nhiên vừa kết thúc phỏng vấn xong lại hớt hải chạy đến nhà hàng làm việc. Đúng vào lúc này nhận được cuộc gọi từ Mai. Mai không muốn liên lụy An Nhiên nữa, chủ động nói lời chia tay. Vĩnh Viễn đến Mỹ luôn nhung nhớ An Nhiên. Sau khi xử lý xong việc công ty, anh đến một phòng trưng bày nghệ thuật để thảo luận về ý định mua lại. Lại phát hiện ra một bức tranh trong góc. Dù chỉ có một nửa khuôn mặt nhưng Vĩnh Viễn chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra người trong bức vẽ. Xin lỗi, xin hỏi họa sĩ này là ai? Anh hứng thú với bức tranh này sao? Tôi rất thích nó. Trên thực tế tôi muốn mua lại tất cả bức tranh, nhưng tôi muốn biết được tin tức về họa sĩ này. Được thôi, tôi sẽ giúp anh điều tra. Vĩnh Viễn tìm đến phòng vẽ của Mai. Vĩnh Viễn vừa giới thiệu xong bản thân, Mai liền biết được danh tính của Vĩnh Viễn, cũng biết được mục đích của anh ta. Bởi vì anh ta không chỉ một lần nghe An Nhiên bất giác gọi tên Vĩnh Viễn. Từ trong phòng vẽ rời đi, Vĩnh Viễn đợi trước cửa nhà An Nhiên. Cuối cùng, tiếng bước chân quen thuộc càng lúc càng gần. Vĩnh Viễn lấy hết dũng khí gọi tên An Nhiên. Nhìn người đàn ông trước mặt, cô bị dọa giật mình. Không mời mình vào nhà sao? Hai người vào trong nhà, An Nhiên vội vàng dọn dẹp căn phòng bừa bộn. Vĩnh Viễn hỏi thăm tình hình của An Nhiên những năm qua. Tôi sống khá tốt, sống ở Mỹ, chỉ cần không lười biếng, sẽ không chết đói. An Nhiên cậu nghe mình nói. Muộn rồi, tôi muốn nghỉ ngơi. Hôm nay, công ty du lịch bán thời gian mà An Nhiên làm việc nhận được một đơn đặt hàng lớn. Khách hàng chỉ tên An Nhiên dẫn mình đi, nhưng sau khi gặp khách hàng cô mới phát hiện, khách hàng chính là Triệu Vĩnh Viễn. Ông chủ Triệu, rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh chỉ muốn tìm cơ hội ở chung với em, có thể xuất phát được chưa? Đi thôi. Sau đó hai người đến công viên Central New York, mỗi băng ghế đều có một đoạn văn, là người quyên tặng viết tặng cho người mình yêu. Nhân danh tình yêu, âm thầm tuôn trào. Vậy em nghĩ gì khi ngồi ở đó? An Nhiên không trả lời, trực tiếp rời đi. Vĩnh Viễn giống như hồi nhỏ, lẽo đẽo đi theo An Nhiên. Hai người đến cầu tình nhân, nhìn ổ khóa người yêu bên trên, Vĩnh Viễn mượn bút máy của du khách, cũng để lại lời của mình trên đó. Đến đêm, Vĩnh Viễn cuối cùng đã ngỏ lời, hy vọng An Nhiên có thể cho mình một cơ hội cùng mình về Bắc Kinh. Nhưng An Nhiên lại nói với Vĩnh Viễn, mọi thứ không thể quay về như trước.
Tôi sẽ nói với bà chủ đổi người đưa anh đi. Nhưng đến ngày hôm sau, xe của Vĩnh Viễn vẫn xuất hiện trước cửa công ty du lịch. Vĩnh Viễn mua chuộc bà chủ, nhờ cô ta đưa trang sức và quần áo cho An Nhiên. Bà chủ, tôi có thể không đi không? Không được, đây là công việc của cô không thể làm mất danh tiếng của công ty. Cứ như vậy, An Nhiên thay đồ tham gia bữa tiệc bốn người. Tôn Nhạc Cận vốn định nói chân tướng năm đó, lại bị Vĩnh Viễn ngăn cản. Để phá tan bầu không khí căng thẳng, Vĩnh Viễn kể chuyện hồi nhỏ. Ngày nhỏ, tôi nhớ cây kẹo hồ lô đầu tiên tôi ăn là được An Nhiên mua cho. Ngày trước đến cả cây kẹo năm máu còn không mua nổi, có điều bây giờ đã đỡ hơn rồi. Bây giờ anh có thể mau đứt thời gian của tôi, để tôi mặc thế này, cùng anh ăn tối ở nhà hàng sang nhất Manhattan, để tôi thấy anh thành công như thế nào. Bây giờ tôi nhìn thấy rồi, trò chơi có thể kết thúc được rồi. An Nhiên tức giận rời khỏi nhà hàng, Vĩnh Viễn đuổi theo. Anh mau đi đi, em ở đây, anh có thể đi đâu? Anh đừng nói gì nữa, mọi chuyện đã qua rồi, không quay lại được nữa. Tôi đã quyết định ở lại đây rồi. Em ở đây làm gì? Đây là những gì em muốn sao? Không phải, đây không phải những gì tôi muốn. Tôi chỉ muốn ở bên anh, nhưng lúc tôi cần anh nhất, anh không ở bên. Tại sao? Cho dù anh có lý do gì, anh không nên bỏ đi như vậy. Tại sao đời này anh chỉ biết đi sau lưng tôi? Anh quen rồi. An Nhiên cuối cùng đã phá vỡ hàng phòng thủ. Cô không thể kìm nén nỗi nhớ Vĩnh Viễn trong suốt mấy năm nay. Cô chạy tới ôm chặt người đàn ông trước mặt, cả hai hôn nhau giữa đường phố New York. Đợi đến khi An Nhiên tỉnh dậy, thời gian đã đến sáng hôm sau. Vĩnh Viễn chuẩn bị bữa sáng bưng lên đầu giường. Hai người ngồi trên giường cùng nhau tận hưởng một buổi sáng hạnh phúc, ngồi bên nhau hướng đến một tương lai tốt đẹp. Nhưng tiếng chuông cửa đột ngột vang lên đã phá vỡ sự yên tĩnh của buổi sáng vốn thuộc về hai người họ. Người đến là Mai, anh ta cũng đến để quay lại. Cả đêm anh không ngủ, anh nghĩ rất nhiều, anh cho rằng anh không thể để mất em. Triệu Vĩnh Viễn từng đi tìm anh sẽ không để hắn ta làm em tổn thương nữa. Mai vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Mai trong phòng, anh ta lập tức hiểu ra mọi chuyện. Mai quay người bỏ đi, nhưng số phận đã trêu đùa họ. Mai không may bị tai nạn xe, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng có thể bị liệt vĩnh viễn. Bây giờ anh ta cần có người chăm sóc 24/7 và cần trị liệu hồi phục chức năng. Vĩnh Viễn đến bệnh viện, anh ôm An Nhiên vào lòng, hứa sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất chữa khỏi bệnh cho Mai. Nhưng An Nhiên lại rơi sâu vào sự tự trách. Cô không muốn cứ như vậy mà bỏ rơi Mai, em muốn ở lại chăm sóc cho anh ta. Những ngày tháng khó khăn nhất là anh ấy cũng em đi qua, lẽ nào anh không cần em sao? Mệnh, anh tin số mệnh chứ? Em nghĩ rằng đây là số mệnh giữa chúng ta. Anh tin chỗ này, nó nói với anh yêu em. An Nhiên, rời xa em đi, cũng giống như anh bảo anh rời xa anh năm đó. Lúc đó anh bảo em rời xa anh vì muốn tốt cho em, bây giờ anh rời khỏi em vì tốt cho em. Đồng ý với em, rời xa em, rời xa em. Dù rất miễn cưỡng nhưng Vĩnh Viễn vẫn buông tay An Nhiên. Tình cảm giữa hai người cứ vậy mà vẽ một dấu chấm hết. Những năm sau đó, An Nhiên vẫn chăm sóc Mai, Vĩnh Viễn cũng không về nước, vẫn luôn ở lại New York, giống như hồi nhỏ. Ở nơi An Nhiên không nhìn thấy, âm thầm bảo vệ cô, họ luôn một mình đến công viên thành phố, nơi họ từng cùng nhau đến. Đại lộ số 5 từng dạo bước cùng nhau, cây cầu tình yêu ta cùng từng nhau đi qua. Nhưng mỗi lần hai người đều đi ngang qua nhau, chớp mắt đã đến năm 2001. Dưới sự chăm sóc tận tình của An Nhiên, Mai cuối cùng đã hồi phục hoàn toàn. Mai cũng buông bỏ chấp niệm trong lòng, lựa chọn buông tay. Anh ta sẵn sàng để An Nhiên đi theo tiếng gọi trái tim, đi tìm chân ái của mình. Nội tâm An Nhiên cảm thấy rất tệ, không biết nên làm thế nào. Cô đến cầu tình nhân, nhìn thấy lời Vĩnh Viễn để lại trên đó, An Nhiên không kìm được mà rơi nước mắt. Cuối cùng cô vẫn quyết định gọi đến số điện thoại đó. Alo, là em, An Nhiên, em sẽ về Bắc Kinh. Cuối cùng anh cũng đợi được em nói câu này. Thực ra anh vẫn luôn ở New York đợi em. Xin lỗi, em không biết gì. Vậy lúc nào anh có thể gặp em? Hôm nay, mỗi ngày sau này, được không anh? Đúng lúc này, điện thoại đột ngột mất tín hiệu. An Nhiên giống như phát điên chạy ra ngoài. Tôn Nhạc Cận ở bên kia đại dương cũng xem được tin. Ở New York, tòa cao ốc lớn nhất thế giới sụp xuống. Chuyện này là thế nào? Mau gọi điện thoại. Họ điên cuồng gọi điện thoại cho Vĩnh Viễn. Đầu dây bên kia vẫn không liên lạc được. 13 năm sau, An Nhiên cuối cùng cũng trở về Bắc Kinh. Nghe tiếng xe buýt quen thuộc, An Nhiên bước xuống xe. Thời gian đã thay đổi, thành phố Bắc Kinh đã thay đổi long trời lở đất. Vĩnh Viễn lẽo đẽo đi theo sau An Nhiên cũng không bao giờ xuất hiện nữa.